say rồi đừng chấp em. Vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay, thế nhưng liệu điều rằng lòng mình có đang thấy rung động khi gần em, dây là cơ hội dễ nhất để người ta chân thật. Em vẫn dịu thật tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng cau mày, thôi coi như chưa nghe thấy cách ly vậy. Chơi tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài.